Ma Gánh Hát Ma Bệnh Viện là một sáng tác vừa được xuất bản phẩm của nhà văn Mạc Cang và nhà văn Nguyễn Đông Thức trong buổi ra mắt độc giả và ký tặng độc giả, cũng như trong quá trình sáng tác. Nhà văn Mạc Cang cũng như nhà văn Nguyễn Đông Thức nhận được những câu hỏi rất ngộ nghĩnh về con ma. Con ma nó đẹp hay xấu? Con ma nó trắng như Ngọc Trinh hay là ngâm như ngâm ngâm như Naomi Campbell? Con ma nó mặc quần áo như thế nào? Mặc quần áo Việt Tiến, Bia Cạc Đen hay Hàn Quốc hay Louis Vuitton, mang dài hay là dép không có quai hậu? Dân dân, tóc con ma nó uốn hay là chải hay là duỗi? Dân dân, đủ thứ về con ma cả. Và trong tác phẩm Ma Gánh Hát Ma Bệnh Viện của nhà văn Mạc Cang cũng như nhà văn Nguyễn Đông Thức có rất nhiều câu hỏi của độc giả đã được giải đáp một cách rất điển hình văn học. Do thời lượng không đủ dài cho nên chúng tôi không tiện kể hết những câu chuyện mà chuyện ma mà nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhà văn Mạc Cang với sự trải nghiệm của mình đã kể lại rất thú vị. Riêng tôi cũng có những câu chuyện để hầu bạn, hầu các anh chị. Đó là trải nghiệm về việc tôi tiếp cận với một người đã chết trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, và đến bây giờ tôi cũng không hiểu câu chuyện đó là như thế nào. Đó là ảo giác hay là sự thật hay là một sự quan đường nào đó, nhưng nó cũng góp phần trả lời những câu hỏi nêu trên. Nếu có thật, nếu ma là có thật thì hình như con ma nó cũng suy nghĩ, cũng tâm thức, cũng trò chuyện như là chúng ta vậy. Xin mời xem. Huống hồ là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời cũng có trời, biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Còn nhớ ông Đinh Lơ Thăng, khi ra tòa ngày đầu tiên, ông đã xin sớm được trả tự do vì sợ phải làm con ma tù. Vì sao ông Đinh Lơ Thăng, một người đầy quyền lực và mới ở tù lần đầu, lại nhắc đến một khái niệm kỳ lạ như vậy? Năm đó tôi ở chung buồng giam với Sáu Được, Dũng Bắc Cạn và vài người tù ở địa phương. Buồng giam bên cạnh tôi là Cho Phát Lai Em và bên kia là Hồ Việt Sử. Hôm đó trại giam Mai Trích Xuất, những người chúng tôi đi đâu không rõ, chỉ còn lại mình tôi. Rất buồn và cô đơn, tôi bèn gõ tường, xin mở ngoặc ở đây, ở trong buồng giam, biệt giam, điều tra. Những tù nhân vẫn có thể liên lạc với nhau bằng nhiều cách. Thứ nhất là gõ tường và dùng tín hiệu để nói chuyện với nhau. Hai là nói chuyện qua hệ thống ống nước. Ở trong tù thì ống nước bao giờ cũng rỗng, chỉ bơm nước vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, và sau đó thì ống nước rỗng. Từ buồng này có thể nói chuyện với buồng kia qua ống nước. Tôi có tường tìm Hồ Việt Sử nhưng không nghe thấy gì hết. Tương tự, gõ tường Cho Phát Lai Em cũng vậy. Mà đêm đó, khoảng gần nửa đêm, thì tôi nghe tiếng gõ tường từ buồng giam Hồ Việt Sử. Và tôi gõ đáp lại, sau đó thì tôi nghe tiếng rột rẹt trong hệ thống ống nước. Tôi bèn rời khỏi phản, kê tay vào ống nước, và bên kia có một cái giọng nữ nghe rất là thinh không, hỏi có ai đó không, thì tôi nói vâng tôi đây. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau qua hệ thống ống nước. Người tù nữ ở buồng bên cạnh giới thiệu tên, một cái tên giống như trong phim cổ trang, và mô tả về mình. Cô ấy nói cô ấy cao 1m67, tóc dài, có răng khểển. Thì người tù nói chuyện với người tù chỉ có vậy khai thôi. Tôi hỏi cô đó khỏe không, cô nói khỏe. Rồi như thói quen,
ngoài đời tôi hỏi cô đang gì chưa, thì bên kia cô đó cười và nói rằng trong tù làm gì có gì để ăn hồi giờ này. À, tôi mới đánh trống lảng, nó là ở ngoài đời khi còn ở đời tôi rất thích ăn món bít luộc chấm nước mắm. À, cô đó thì nói ai cho gì thì em ăn đó, cái gì em cũng ăn. Tôi rất là ngạc nhiên hỏi cái gì cũng ăn là sao. À, thì cô đó nói là em đó có quyền lựa chọn, người ta cúng cái gì thì em ăn cái đó. À, sau đó cô đó cười lên và nói là em nói đùa thôi, thật ra em thích ăn bánh bao thịt quay. Xong cô chuyển sang đột ngột chuyển qua một chủ đề khác, cô mô tả ngôi nhà của tôi. Ngôi nhà anh ở là một cái căn nhà ở trong vườn rất rộng và rất đẹp. Phía bên hông nhà có một cây chuối, chuối kiển. Phía sau nhà, cạnh gian bếp, có một cây xài, cây xoài rất lớn, cây xoài cổ thụ. Tôi rất nhớ nhà lúc đó. Tôi nhớ là cây xoài đó nhiều trái lắm, và khi nó ra hoa, ở miền Nam nó có một cái thời tiết rất đặc biệt, đó là một cơn mưa đầu mùa gọi là mưa rụng bông xoài, mưa xuống và cái bông xoài nó rụng bớt. Nếu không thì nó sẽ đậu trái rất nhiều và trái sẽ nhỏ, không được trái lớn để người nông dân bán được. Và năm nào mà không có cơn mưa rụng lá xoài đó, rụng bông xoài đó, thì người nông dân thất bại vì xoài nhỏ không bán được giá. Nhưng tôi lại nhớ là tôi chưa bao giờ kể cho cô đó nghe câu chuyện đó. À, tôi nêu thắc mắc của mình thì bên kia im bặt. Cứ thế, 2-3 đêm sau, cô gái buồn bên cạnh cũng lên rất là đúng giờ và nói về mình nhiều hơn, mình ở đâu, gia đình như thế nào, thế nào. Và cô ấy nói, cô đón, giống như bà Nguyễn Phương Hằng mơ vậy đó, đón là nhà tôi có cái gì, trong quá khứ tôi như thế nào, tôi quen với ai, rồi mối quan hệ của tôi với ông Năm Cam, và các tướng lĩnh công an như thế nào, như một kết luận điều tra. Và cô ta còn nói là tại phiên tòa xử tôi sắp tới, tôi sẽ bị đề xuất án rất nặng, 18 đến 20 năm. Nhưng mà nhờ ba ông ngoại tôi là liệt sĩ và ba má làm cán bộ, tôi bản thân có cống hiến và tôi lần đầu tôi sẽ được giảm án như một bản án của tòa. Thì tôi nghĩ không hiểu cái cô này có phải là tù nhân thật hay không, hay là đặt tên công an trại giam. Rồi hôm sau tôi được chuyển buồng giam đi khỏi nơi đó, và đã không có cơ hội liên lạc với cô đó. Đến nhiều buồng giam khác, tôi ở cùng nhiều người khác, những tù nhân địa phương, nhưng khi hỏi về cô này, tên họ, tội danh bị bắt, nhân dân và nhân dân, không ai biết hết, không hề biết. Tôi hỏi cán bộ Tâm và cán bộ Mỏng, và cán bộ quản giáo đó, thì hai anh cũng nói với tôi là hình như không có. Nhưng mà thôi, khi nào anh được trả tự do thì đến đây, quay lại đây, anh em gặp nhau nói chuyện. Trong cuộc đời này rất là kỳ lạ. Con người ở đâu cũng có tình người, người ta gọi là chuốt ngục hay là cai ngục, là những người rất là dữ dằn, mà dữ dằn cũng phải thôi. Ở một nơi mà người bắt là những kẻ méo mó về nhân cách hoặc tận đáy xã hội đủ loại tội, thì phải có sự nghiêm khắc và tất cả đều thực hiện theo nội quy. Nhưng tôi đi đến đâu cũng đều được cán bộ trại giam đối xử chân tình. Không phải vì tôi là một nhà báo hay là một cán bộ hay là một người nổi tiếng hay là một người có nhiều mối quan hệ vẫn có thể tác động ra ngoài khi ở trại giam,
Nhưng bởi lẽ tôi đã từng đi dạy học, và bất cứ cán bộ nào khi làm việc với tôi, cán bộ điều tra hay là cán bộ trại giam đều hỏi rằng à, nghe nói là anh có thời gian đi dạy học hay không, à, tôi có đứa em gái, hoặc là mẹ tôi hồi đó má tôi cũng đi dạy học giống như anh vậy. Thì ra nghề dạy học vẫn được tôn trọng. Khi tôi được trả tự do đặc xá từ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết theo đề nghị của hội đồng đặc xá trại giam và trưởng ban nội chính trung ương, tôi trở về đời. Có một phong tục rất hay là khi người tù về đời, đến bước từ trại giam bước ra ngoài, nó có một cái khoảng cách mà người ta phải vượt qua nó bằng nhiều chục năm hoặc cả cuộc đời mới qua được. Đó là một cái cầu và một dòng kênh. Tôi thực hiện nghi thức qua kênh sạch mình, tôi cởi hết quần áo và lội qua con kênh đó, chứ không đi qua cầu bằng cây cầu. Có nghĩa là mọi tội lỗi, mọi quá khứ, mọi ân oán đều để lại. Tôi đã thành một con người mới, như được sinh ra lần nữa. Qua bên kia bờ kênh đã có người để sẵn tôi bộ đồ quần áo và tôi mặc vào. Bộ quần áo này cũng có tính cách trung gian thôi. Trên đường về tôi ghé một khách sạn, tắm rửa, hớt tóc và để bớt xóa đi cái bụi phong trần còn lại. Sau đó tôi đem bộ quần áo cũ, quần áo mới vừa mặc á, vẫn còn mùi của tù, đem nhét vào giỏ rác, cái thùng đựng rác trong khách sạn, và để một số đồ trên đó để ngụy trang lại. Và tôi lên xe về nhà. Thật là quái quăng, tôi lại ở một khách sạn cực kỳ tốt bụng. Căn cứ vào giấy chứng minh nhân dân mà tôi để lại, tôi đăng ký tại khách sạn, địa chỉ, nhà riêng. Mấy ngày sau thì khách sạn gửi qua đường chuyển phát nhanh trả lại tôi bộ đồ. Điều đó cũng có nghĩa là kiếp nạn tôi vẫn còn chưa hết, và tôi sẵn sàng đương đầu với nó. Sau khi làm những thủ tục hòa nhập với xã hội xong, chính quyền địa phương, công an xã Nhi Bình, công an quận Hóc Môn, công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan an ninh đều đối xử tôi rất đàng hoàng, tạo điều kiện. Có một điều tôi rất thắc mắc là cái cô tù nhân ở buồng bên cạnh có thật hay không, hay là một con ma tù như lời những người đồng cảnh với tôi tại các trại giam kể lại, giải thích cho tôi biết sau khi tôi kể câu chuyện đó. Căn cứ vào những lời thoại qua ống nước ít ỏi tôi gom góp lại và biết cô đó có thể ở cách trại giam khoảng từ 3 đến 20 km ở gần sông, gần biển, nhà có cây ô môi. Cô đó nói rằng con khi có mưa to gió lớn thì cô hay chạy vào cây ô môi đó, còn trời nắng thì cô ra ngoài nắng ngồi chơi. Tôi ngạc nhiên lúc đó, tôi kể lại quá khứ cô đó, tôi ngạc nhiên, tôi hỏi, tôi nghĩ trong đầu chắc con này nó bị khùng. Mưa to gió lớn thì ta phải tìm một nơi trống trải, nhào vô cây thì bị sét đánh thì như thế nào, đại khái như vậy phải không? Tôi nhờ một người bạn đi tìm, ghé lại trại giam thăm các cán bộ, dò hỏi tung tích cực kỳ công phu. Và qua tên cũng như những chi tiết ít ỏi cô ta kể mà tôi nhớ lại, thì tôi là lần ra cái khu đất mà nhà cô ở. Thế ra đó là một khu dân cư cũ lâu lắm rồi, bà đã biến thành khu mã lạng.
Và tôi đến một ngôi mộ lạ lùng mới xây to lắm, nhà ghi đúng tên cô đó. Người lập mộ là một người cháu chích gì đó, đời thứ tư, thứ năm, thứ sáu vậy rồi. Trên bia mộ ghi cô này sinh năm 1920 mấy đó. Tính ra đến thời điểm tôi đến viết mộ thì cô đó năm 2008 thì cô đó đã trên 80 tuổi, gần 90 tuổi rồi. Thì ra những chi tiết trên mộ hoàn toàn phù hợp với những gì cô ta đã kể tôi nghe. Ngôi mộ chính là ngôi nhà của cô, cây ô môi, bãi cỏ, đàn bò, đàn chim sáo, dòng sông, hướng mặt trời mọc. Đặc biệt là cây ô môi lớn lắm. Tôi nhớ cô nói là người ta cúng gì thì ăn đó. Đúng rồi, cô là một hùng ma. Tôi cắm mây nhang khấn vái và xin cô hãy siêu thoát. Rồi nhờ anh lái xe. Anh lái xe cũng không biết chỗ nào mua, mới nhờ anh xe ôm mua giùm bánh bao, sạch quay đến cúng viếng cô này. Sau đó tôi vào cái ô môi ngồi bóng mát lắm, nhưng mà vừa ngồi xuống tôi nghe lạnh toát cả người. Thôi thì tôi mới ra giữa đồng trống, dựng mấy cái cây lên và cởi áo ra trồng lên, nằm kê đầu lên chai nước suối ngủ một giấc. Trong lúc chờ anh xe ôm nào đó mua giùm thịt quay, bánh bao về, bởi lẽ chợ rất xa. Khi đem đồ cúng kiến về xong rồi, tôi bày ra nghi thức cúng kiến và không đốt nhang được, bởi vì xung quanh là cỏ rất khô. Người lái xe xin phép tôi cho xin số, tôi cũng không hiểu xin số là gì. Thì anh mới đi vòng vòng đó, học sinh được mấy cái hộp gà, hộp vịt gì đó. Sau đó anh vẽ 10 ô số và dựng hộp gà, hộp vịt lên. Nếu cái nào đứng, ô nào đứng thì lấy. Sau đó miệt ngoài cả nửa tiếng, anh mới quay qua tôi nói là em xin hoài mà không được, xỉu chủ với 4 con, chỉ được 2 con thôi. Chiều nay em đánh số đầu số đuôi, kiếm vài chục chai sửa xe. Hỏi số mấy, nói số 84. Tôi cũng quên câu chuyện đó đi và trở về nhà. Trở về nhà thì chiều đó chị giúp việc nhà tôi nói hên quá Linh ơi, chị trúng 2 tờ giấy số, mỗi tờ 100.000, số đầu 84. Tôi còn nhớ một chi tiết khác nhưng nó chưa xảy ra, là lúc ở trại giam. Cái hùng ma nó chuyển qua ống nước của tôi á, nó nói là khi nào cây sồi bên cạnh nhà anh vết khô đi là lúc những kiếp nạn của anh sẽ dừng lại. Và đúng ngày hôm sau, sau khi tôi đi cúng kiến cô đó về thì toàn bộ sồi, trái sồi có hàng trăm mấy trăm trái rơi rụng xuống gốc hết và cây nó khô héo chết đi. Thật kỳ lạ, đến hôm nay tôi vẫn không hiểu chuyện tâm linh hay là chuyện ma đó là có thật hay không. Nhưng tôi vẫn thực hiện một nghi thức cuối cùng, điều mà anh Đinh La Thăng đã lo sợ. Đó là niềm tin người nào chết trong trại giam thì linh hồn mãi mãi sẽ không bao giờ siêu thoát, được giam cầm bởi chúa ngục. Vì trừ khi nào người thân thực hiện nghi thức đốt hồ sơ. Đốt hồ sơ có nghĩa là lấy một mẫu trong hồ sơ tù của người đó, hoặc là bất cứ một cái vật dụng gì trong trại giam đốt lên.
quá vàng thì họ mới được siêu thoát. Tôi đến trại giam, cán bộ quản giáo và tôi hàng quyên, rồi sau đó thì đi kiếm một cái lẩu dê anh em lai ra với nhau. Tôi cũng nói lại câu chuyện đó, thì cán bộ đó nói rằng khi anh hỏi thì tôi đâu biết, anh gặp ma tù rồi, nhưng lúc đó không tiện nói. Bây giờ hồ sơ trại giam của cô đó chắc là lâu lắm rồi không còn đâu, nhưng tôi sẽ cho anh một cái mẫu hồ sơ vô danh và anh cứ làm theo nghi thức tâm linh, chúng tôi không ủng hộ cũng không cản trở. Dân, tôi đã làm đúng như vậy. Xin cảm ơn các anh chị.